Màn hình Grostrick XG27 Asset. Unbox nhé. Anh em cần gì ở một chiếc màn hình gaming? Mượt mà sắc nét, tần số quét cao, mà quan trọng, màu sắc, chất lượng hiển thị phải chất. Thì đây, Asus ROG Strix XG27 Asset sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em. Điểm qua một chút về thông số của em màn hình này thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình 27 inch này, độ phân giải 2K, tần số quét 180Hz, 1ms và độ sáng là 350 nit. Thì thật ra là nghe thôi đã có kiểu có tất cả rồi, nhưng mà giá của em nó chỉ dưới 8 triệu đồng mà thôi. Anh em đâu cần phải nghe nhạc rock thì mới cháy. Ở đây chúng mình có ROG Strix XG27 Asset còn khiến anh em phải bùng nổ hơn, bởi vì chúng mình có thiết kế hâm hố, gaming và đậm chất rock. Ở mặt trước thì có viền màn hình siêu mỏng, tạo cảm giác màn hình nó rộng rãi hơn này. Tràn viền thì sẽ gia tăng cái sự tập trung khi mà chơi game cho anh em. Logo ROG được khắc tinh tế ở giữa màn hình, nó như kiểu một cách để mà tạo điểm nhấn cho cái chiếc màn hình của mình ấy. Về mặt sau thì sẽ tiếp tục được nổi bật lên với logo ROG, và cái sự hầm hố của nó nhá, lại càng được nhìn rõ hơn bởi những cái đường cắt vát khá cực kỳ mạnh mẽ, tạo cái cảm giác đúng kiểu gaming luôn ấy. Cổng thoát nhiệt thì được bố trí khoa học, giúp tản nhiệt hiệu quả và kéo dài tuổi thọ cho màn hình. Về cổng kết nối của nó thì sẽ bao gồm cổng Type-C này, hỗ trợ kết nối DisplayPort để xuất video và cấp nguồn. Có DisplayPort 1.4 cho kết nối có độ phân giải cao và tốc độ đàm mới cũng cao luôn. Và cũng như là có cổng HDMI 2.0 để kết nối bằng điều khiển và thiết bị đa phương tiện khác nữa. Trên đế thì được thiết kế bằng kim loại nên là cực kỳ chắc chắn luôn. Và anh em có thể điều chỉnh được độ cao này. Đây. Đấy. Anh em xoay ngang được luôn. Và cả xoay dọc nữa. Đấy. Mình tạm thời cứ quay như này cho nó dễ nhá. Và không chỉ vậy, nó còn điều chỉnh được cả độ nghiêng một cách cực kỳ linh hoạt cho anh em luôn. Kích thước màn hình thì là 27 inch, vừa đủ cho các game thủ luôn. Và 27 inch lại kết hợp với 2K thì là một thông số cực kỳ hợp lý luôn, mà không hề bị dỗ nhá, mà anh em làm màn hình chính hay là màn hình phụ đều được, chỉ cần anh em có tài chính thôi. Em màn hình Asus ROG Strix XG27 Asset này nó còn đáng tiền ở cái tùy chỉnh cài đặt màn hình, như là mình có thể tùy chỉnh OSD này, hay là tùy chỉnh màn hình game theo cái chế độ tương thích của game của anh em nữa. Và trên tay mình đây là Spider-X, một thiết bị đo màu cực kỳ phổ biến hiện nay. Thế chúng mình sẽ cùng nhau thử đo xem là cái thông số màu mà hãng đưa ra có sát với kết quả đo màu của chúng mình không nhá. Theo thông số mà Asus đưa ra thì sẽ là 97% DCI-B3 này, 133% sRGB. Và sau khi mà chúng mình đo bằng Spider-X thì mình đang thấy là có 100% sRGB này, 85% Adobe RGB, 91% DCI-B3, 81% NTSC. Thì đây sẽ là một cái thông số nó khá là sát so với những cái gì mà hãng đưa. Tại vì đương nhiên là trong quá trình đo thì nó sẽ có một cái sự gọi là chênh lệch nhất định. Còn về việc đo màu thì chúng mình đều nhận thấy là cái Delta E, cái độ chênh lệch màu nó đều không cao. Ví dụ như là từ đầu đến cuối hầu hết là các màu đều có Delta E dưới 1 này. Chỉ có duy nhất là cái màu xanh 1F là đang trên một tí thôi. Chứng tỏ là cái độ lệch màu của cái màn này cực kỳ gọi là kiểu rất là ít. Thì đương nhiên khi mà mọi người chơi game hay xem phim thì màu sắc của nó sẽ rất là chuẩn. Ngoài ra thì Asus XG27 Asset với HDR400 thật sự cực kỳ phù hợp với anh chị em nào mà làm thiết kế đồ họa này, hay là xem các dạng phim bom tấn, hay là chơi các game mà đồ họa cao thì đều rất là ổn. Và không chỉ vậy, như đã đề cập ở đầu video thì em màn hình này còn có tần số quét 180Hz này, thời gian phản hồi 1ms nữa. Nên là với các tựa game chip của anh thì anh em cứ yên tâm là chiến thoải mái nhá. Nhất là với những tựa game như là đua xe, bắn súng, game chiến thuật mà cần phải phản ứng nhanh thì anh em sẽ cực kỳ yên tâm với những trải nghiệm mà em màn hình này mang lại.
Cùng với đó thì công nghệ ép zoom tích hợp của Asus sẽ cho phép màn hình tự động thay đổi cài đặt ép zoom khi mà tốc độ khung hình dao động, để đảm bảo rằng là nhiều trò chơi khác nhau thì nó sẽ mang lại cái quả tối ưu. Và vừa rồi là Asus ROG Strix XG27 ACS sẽ là một khoản đầu tư cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo cho anh em luôn. Và follow Hacom để khám phá thêm những sản phẩm công nghệ thú vị khác nhé. Còn bây giờ thì bye bye.